Chính phủ Hoa Kỳ có kế hoạch thu nhỏ Fannie và Freddie. Kế hoạch để thu nhỏ các công ty thế chấp của chính phủ Fannie Mae và Freddie Mac đang tiếp tục phát triển. Các nhà lập pháp muốn bảo vệ công chúng thoát khỏi nguy cơ cao trên thị trường thế chấp. Hai công ty này hiện đang sở hữu hoặc bảo đảm 60% tất cả các khoản vay thế chấp của Hoa Kỳ, tức là gần 31 triệu khoản vay mua nhà. Theo đề nghị mới nhất, hai công ty này sẽ được thay thế bằng một thực thể chính phủ mới có tên là Tổng Công ty Bảo hiểm Thế chấp Liên bang, tương tự như Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang. Đầu tư tư nhân sẽ phải trả 10% của bất kỳ thua lỗ thế chấp nào trước khi có hỗ trợ của chính phủ. Các tiêu chuẩn vay gay gắt hơn sẽ xây dựng một hệ thống mới. Các nhà cung cấp vốn tư nhân sẽ giúp kỷ luật thị trường. Tuy nhiên, có một câu hỏi là có đủ vốn tư nhân sẽ chảy vào các thị trường hay không? Điều này cũng sẽ loại bỏ các mục tiêu nhà ở giá rẻ của cơ quan cũ và thay thế với sự hỗ trợ tài chính đối với tài sản cho thuê. Fannie Mae và Freddie Mac đã bị các cơ quan quản lý trong năm 2008 khi nợ xấu đưa họ tới phá sản. Nhưng kể từ đó, họ đã quay trở lại lợi nhuận và trả lại hơn 200 tỷ Mỹ Kim trong cổ tức cho kho bạc Hoa Kỳ. Nhiều kinh tế gia không cho rằng kế hoạch thu nhỏ hai công ty này sẽ thực sự ngăn chặn được sự tái diễn của cuộc khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng nhà ở không phải do riêng Fannie và Freddie gây ra. Họ đóng góp một phần nhưng không tạo ra cuộc khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng chắc chắn có những công ty khác đóng một vai trò trong việc phá hoại hệ thống. Trong khi chính phủ vẫn nắm giữ cổ phần kiểm soát, thì làm thế nào để trả lợi nhuận cho các cổ đông tư nhân là một vấn đề.